triển khai các hoạt động hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2024. Thường trực Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh dâng hoa dâng hương tại nhà bia di tích Hội đồng Nhân dân Cách mạng và Ủy ban Nhân dân Cách mạng tỉnh Gia Lai. Dự án GLA2 triển khai hoạt động năm 2024 tại huyện Cờ Bang. Công an thành phố Pleiku phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Hơn 100 đoàn viên thanh niên học sinh về nguồn tại di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Pleiku. Xin chào, các bạn đang nghe podcast Gia Lai ngày 17 tháng 3 năm 2024 phát vào lúc 6 giờ trên báo Gia Lai điện tử. Vừa rồi là những thông tin chính có trong bản tin hôm nay. Sau đây mời các bạn nghe nội dung chi tiết. Với thông điệp tiết kiệm điện thành thói quen, Công ty Điện lực Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt động nhằm hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2024. Chiến dịch giờ trái đất năm 2024 bắt đầu diễn ra từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 23 tháng 3 thứ Bảy. Trên tinh thần chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, Sở Công Thương và Tổng Công ty Điện lực miền Trung, Công ty Điện lực Gia Lai đã chỉ đạo các điện lực trực thuộc làm việc với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Công trình Đô thị Gia Lai và các đơn vị quản lý chiếu sáng trên địa bàn thành phố Pleiku, thống nhất phương án tiết giảm phụ tải tối ưu đối với các công trình quảng cáo, biển hiệu ngoài trời, công trình chiếu sáng công cộng. Bố trí nhân sự phối hợp với các đơn vị nêu trên để thực hiện trong thời gian diễn ra sự kiện. Công ty cũng triển khai treo băng rôn, phướng tại các địa điểm giao dịch khách hàng, trụ sở các đơn vị trực thuộc, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trường học, khu vực công cộng và các tuyến phố lớn trên địa bàn tỉnh để tuyên truyền rộng rãi đến người dân. Đồng thời vận động cán bộ, công nhân viên, khách hàng tham gia cuộc thi trực tuyến, tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất tại địa chỉ https://tietkiemnangluong.com.vn. Giải chạy online và cuộc thi trực tuyến diễn ra từ ngày 16 đến ngày 31 tháng 3. Nhân kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng tỉnh Gia Lai 17 tháng 3 năm 1975, 17 tháng 3 năm 2024, ngày 16 tháng 3, Thường trực Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức lễ dâng hoa dâng hương tại nhà bia di tích Hội đồng Nhân dân Cách mạng và Ủy ban Nhân dân Cách mạng tỉnh Gia Lai tại xã Krông, huyện Cờ Bang. Tại buổi lễ, thay mặt các đồng chí trong Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Trương Văn Đạt cùng với Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ayun Hờ Búc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp đã dâng hoa dâng hương tại nhà bia di tích Hội đồng Nhân dân Cách mạng và Ủy ban Nhân dân Cách mạng tỉnh Gia Lai. Hoạt động nhằm tưởng nhớ những công lao đóng góp vô cùng to lớn của các thế hệ cán bộ, lãnh đạo, cơ quan, văn phòng hành chính nhà nước của tỉnh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng tỉnh Gia Lai vào ngày 17 tháng 3 năm 1975, tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Được biết, công trình nhà bia di tích Hội đồng Nhân dân Cách mạng và Ủy ban Nhân dân Cách mạng tỉnh Gia Lai là nơi khắc ghi công lao, sự hy sinh to lớn các thế hệ cán bộ, lãnh đạo, cơ quan, văn phòng hành chính nhà nước của tỉnh trong suốt những năm tháng chiến tranh ác liệt. Công trình là địa chỉ đỏ nhằm giáo dục tinh thần truyền thống cách mạng cho các thế hệ mai sau, tiếp nối truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng để ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng giàu đẹp. Nhân dịp này, các đồng chí trong Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao bản tượng trưng tặng giống cây Macca cho 30 hộ nghèo trên địa bàn xã Krông với tổng trị giá 90 triệu đồng. Vừa qua, Viện Sinh thái học miền Nam phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Gia Lai, Ủy ban Nhân dân huyện Cờ Bang tổ chức hội thảo tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai chương trình hoạt động năm 2024 của dự án Liên minh Sinh kế xanh GLA2. Tham dự hội thảo có lãnh đạo các ngành liên quan của tỉnh, huyện Cờ Bang và các tổ chức cá nhân tham gia dự án. Từ đầu năm 2023, Viện Sinh thái học miền Nam chủ trì phối hợp triển khai dự án Liên minh Sinh kế xanh GLA2 trên địa bàn 3 xã Kompene, Đắk Rông và xã Đông, huyện Cờ Bang. Sau 1 năm triển khai, dự án đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng có hiệu quả diện tích rừng được giao quản lý để phát triển lâm sản ngoài gỗ, đồng thời giúp bảo quản, quảng bá sản phẩm, kết nối tiêu thụ sản phẩm lâm sản ngoài gỗ như mật ong rừng, măng rừng, chè dây rừng, rượu cần. Trong năm 2024, các đơn vị địa phương liên quan sẽ tiếp tục triển khai dự án Liên minh Sinh kế xanh GLA2 nhằm thực hiện tốt phương châm sinh kế dựa vào rừng và bảo vệ rừng dựa vào cộng đồng. Từ đó giúp người dân cải thiện sinh kế, có thêm nguồn thu nhập, nâng cao đời sống, nhất là các hộ dân tộc thiểu số, các hộ sống trong và ven rừng. Đồng thời góp phần quản lý tài nguyên rừng bền vững, đặc biệt là thúc đẩy công tác bảo vệ, phát triển khu dự trữ sinh quyển thế giới cao nguyên Con Hà Nừng.
Ngày 16 tháng 3, tại trụ sở Công an xã An Phú, Công an thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2024. Thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người, Công an thành phố luôn xác định trồng cây xanh là việc làm quan trọng mang lại lợi ích to lớn cho đất nước, tạo môi trường sống và làm việc xanh sạch đẹp, bảo vệ môi trường sinh thái, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên. Tại lễ phát động, Thượng tá Phan Nhật Toàn, trưởng Công an thành phố Pleiku kêu gọi toàn thể cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng hăng hái tham gia trồng cây trồng rừng, người người trồng cây, nhà nhà trồng rừng, trồng cây nào tốt cây đó, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu cả nước đồng lòng góp sức trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 theo chỉ thị số 45 CTTTR của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời nâng cao ý thức và có biện pháp hữu hiệu để bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá, đốt rừng, khai thác rừng trái phép, khuyến khích phát triển kinh tế rừng bền vững, góp phần xây dựng thành phố Pleiku trở thành thành phố cao nguyên xanh vì sức khỏe. Ngay sau lễ phát động, các đại biểu tham dự đã trồng 11 cây giáng hương xung quanh khuôn viên Công an xã An Phú và phát động trồng thêm 210 cây xanh tại khuôn viên Công an các xã, phường thuộc thành phố. Đoàn xã Duyên Hạ, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai phối hợp với trường tiểu học Nguyễn Tri Phương, trường trung học cơ sở Quang Trung tổ chức hoạt động về nguồn, giao lưu văn nghệ, kể chuyện truyền thống tại khu di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Pleiku. Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo huyện đoàn, đảng ủy, ủy ban nhân dân, các ban, ngành đoàn thể của xã, cùng hơn 100 đoàn viên thanh niên và các em học sinh tham gia. Tại chương trình, đoàn viên thanh niên, các em học sinh cùng nhau ôn lại truyền thống ngày thành lập đoàn, truyền thuyết vua lửa và lễ hội cầu mưa giăng bơ tao a pui, nghe hội cựu chiến binh xã kể chuyện truyền thống. Dịp này, liên đội trường tiểu học Nguyễn Tri Phương tổ chức kết nạp 105 em học sinh ưu tú của trường vào đội. Xen kẽ trong chương trình là các tiết mục văn nghệ đặc sắc do các bạn đoàn viên thanh niên và các em học sinh biểu diễn. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đồng thời giáo dục thế hệ trẻ về lịch sử hào hùng của tổ chức đoàn, phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa tại địa phương. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin hẹn gặp lại các bạn vào bản tin sáng ngày 18 tháng 3.